Sau đây là kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 24 tháng 2 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0, 3. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 3, 5. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5760, 1150, 1754. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 6561. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 56618, 14867, 18481, 68416, 97439, 63389, 44460. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 34971, 64743. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 89537. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 34246. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 0, 2, 9, 2, 6, 7. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 0, 2, 9, 2, 6, 7.